Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với bài 25 trong khoa học lập trình Java Core căn bản. Ở trong bài học này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về wrapper class trong Java. Phần 1 mình sẽ giới thiệu về lý thuyết wrapper class. Wrapper class là gì và cách sử dụng wrapper class như thế nào. Phần 2 là chúng ta sẽ bước vào thực hành để các bạn nắm rõ được nội dung lý thuyết chúng ta vừa học ở bên trên. Wrapper class là gì? Wrapper class là một cái phương án mà cung cấp cho chúng ta cái khả năng sử dụng dữ liệu nguyên thủy như là một đối tượng. Thì cái lợi ích của wrapper class đây là nó sẽ cung cấp cho chúng ta các cái phương thức của nó method để chúng ta có thể sử dụng thao tác với lại những cái dữ liệu nguyên thủy. Các bạn hãy quan sát hình bên dưới. Hình bên trái mình có cái là một hình màu cam với lại giá trị 100, đây là mình mô tả cho cái giá trị của dữ liệu nguyên thủy. Thì đối với dữ liệu nguyên thủy thì chúng ta chỉ quan tâm đến cái value, cái giá trị của nó thôi. Tuy nhiên thì để mà có thêm được những cái phương thức xử lý, ví dụ mình lấy ví dụ như là convert cái giá trị 100 ra string chẳng hạn, thì hoặc là đếm chiều dài các cái ký tự trong cái một cái giá trị này, thì cái kiểu dữ liệu nguyên thủy hầu hết và chắc chắn là không có để chúng ta sử dụng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi những điều đấy, thì người ta đã đưa ra khái niệm là wrapper class, tức là bằng cách người ta đóng gói cái dữ liệu nguyên thủy vào bên trong một cái class. Thì như vậy thì chúng ta vẫn sẽ có được cái giá trị core, cái giá trị dữ liệu nguyên thủy, nhưng chúng ta sẽ có thêm được các cái phương thức để chúng ta có thể modify, để có thể là tùy biến và làm các thao tác đối với lại các cái giá trị dữ liệu nguyên thủy này. Tiếp theo thì mình đưa ra cái so sánh, nói chính xác hơn là cái sự tương quan giữa cái kiểu dữ liệu nguyên thủy và wrapper class. Ở bên tay trái của mình là kiểu dữ liệu nguyên thủy gồm có byte, short, int, long, float, double, boolean và char, và bên phải thì là các cái wrapper class tương ứng. Các bạn để ý rằng cái kiểu dữ liệu nguyên thủy và cái wrapper class thì cái tên của nó chỉ khác nhau ở cái chữ đầu tiên. Đối với là kiểu dữ liệu nguyên thủy thì chữ đầu tiên là chữ bình thường, còn cái kiểu dữ liệu wrapper class tương ứng của nó thì nó sẽ được viết hoa ở cái chữ cái đầu tiên. Thì đến đây thì cái phần lý thuyết thì các bạn đã nắm được tương đối rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái phần thực hành để các bạn hiểu rõ hơn và hiểu được cái cách sử dụng các cái wrapper class ở trong Java. Xin mời các bạn mở công cụ Eclipse lên để chúng ta bắt đầu tiến hành thực hành. Chúng ta bắt đầu thực hành với lại wrapper class ở trong Java. Xin mời các bạn kích chuột phải vào Package Explorer, lựa chọn New, lựa chọn Java Project. Đây mình sẽ điền tên của dự án là wrapper class. Các tùy chọn khác các bạn để mặc định, các bạn kích chuột vào Finish để tạo ra một dự án mới. Các bạn mở dự án này ra, kích chuột phải vào thư mục Source, lựa chọn New, lựa chọn Class. Đây mình tạo ra một cái lớp tên là main. Các bạn kích chuột phải vào public static void main, kích chuột vào finish để tạo ra một dự án. Ở đây chúng ta đã có một cái class tên là main và cái hàm public static void main là hàm đầu vào của ứng dụng của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ khai báo một cái biến nguyên thủy kiểu int x bằng 100. Và tiếp theo mình sẽ khai báo một cái biến dạng wrapper class của int, tức là cái kiểu của nó sẽ là integer. Mình đặt tên là wrapper x, mình gán cho giá trị bằng x. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì khi mà mình gán thì không có một cái lỗi gì cả. Cái lớp wrapper class này tự động nó sẽ nhận cái giá trị x ở đây chính là bằng 100, kiểu của nó là kiểu nguyên thủy. Tuy nhiên thì nó đã được chuyển kiểu sang cái kiểu wrapper. Như các bạn thấy thì cái kiểu wrapper các bạn nhìn thấy trên mình thì khi mà mình có thể truy xuất được rất nhiều các cái thuộc tính, các cái method ở trong cái kiểu wrapper này, như là by value, compare, describe, double value vân vân. Đối với là kiểu int thì các bạn không hề có một cái phương thức hay thuộc tính cả. Mình ví dụ như int x chấm, các bạn thấy
không hề sổ ra một cái phương thức nào cả. Thì đấy là các bạn thấy được cái lợi ích của cái wrapper class. Ở đây ví dụ mình mình sẽ sử dụng wrapper x.toString lấy ra giá trị 100 những kiểu string. Mình sẽ in cái giá trị này ra để các bạn nhìn thấy system.out.print cái giá trị là wrapper x.toString. Thì tiếp theo mình sẽ in ra cái chiều dài cái len của cái chuỗi 100. Mình sẽ sử dụng cũng câu lệnh system.out.print, nhưng chữ lúc này mình sẽ lấy cái len của cái chuỗi của cái giá trị 100 sau khi chuyển chuyển đổi thành chuỗi. Thì đây mình có thể chấm len. Đấy, thì như các bạn thấy thì khi mà ta sử dụng wrapper class thì chúng ta có thể lấy được rất nhiều các cái method đi cùng với lại cái object wrapper class này. Mình thử chạy cái chương trình để các bạn xem kết quả. Các bạn cứ chuột vào run main. Và như các bạn thấy trên màn hình thì cái dòng đầu tiên in ra cái giá trị 100 chính là cái dạng chuỗi của cái biến x. Cái dòng thứ hai nó in ra số 3, số 3 chính là chiều dài, là cái length của cái chuỗi 100 bao gồm có 3 ký tự. Thì đến đây thì mình đã giới thiệu xong với các bạn về wrapper class, và các bạn cũng thấy được là rất nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta sử dụng wrapper class. Một lưu ý nữa là đối với lại những cái khi mà chúng ta khai báo các cái kiểu cho các cái element, các cái đối tượng ở trong cái array list hoặc là link list hoặc là các cái kiểu collection, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái kiểu dữ liệu là wrapper class. Đây mình có thể ví dụ cho các bạn xem. Mình tạo ra một cái đối tượng array list. Nếu như bây giờ các bạn khai báo cái kiểu dữ liệu của nó là int array bằng new array list thì ngay lập tức nó báo lỗi ngay, các bạn nhìn thấy trên mình này, kiểu int nó sẽ báo lỗi là syntax error, tức là lỗi cú pháp insert dimensions to complete reference types, tức là cái này cái kiểu int là kiểu nguyên thủy và nó không 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 thể đưa vào trong cái dấu ngoặc nhọn này được. Ở đây nếu mình thay đổi, mình sẽ điền cái kiểu wrapper class của int là integer, thì ngay lập tức các bạn nhìn thấy là nó đã hết lỗi ngay. Thì bắt buộc đối với lại những cái element mà thuộc cái collection, ví dụ như array list, link list, hash map hay hash set vân vân, thì cái kiểu của nó ở trong được khai báo cho các cái element, các cái thành phần đối tượng bên trong này thì chắc chắn phải là cái kiểu của wrapper class. Ok, đến đây thì mình đã giới thiệu với các bạn xong về wrapper class ở trong Java. Mình sẽ kết thúc cái bài giới thiệu hôm nay tại đây. Xin chào và các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video tiếp theo.